của miền Tây Nam Bộ, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất là quen thuộc gắn liền với đời sống của bà con nơi đây. Đó chính là cái mương nước nè, rồi cái chuồng gà, cái chuồng vịt, mà nhất là người dân mình đó nghe thường hay nuôi gà ở đằng sau nhà để cho nó đẻ trứng, rồi để dành khi mà nhà có khách thì đem lên làm món ngon đãi bạn phương xa, hay là để dành cải thiện bữa ăn gia đình. Mà Ngọc Phụng phải công nhận là các bà nội trợ nhà quê mình thiệt là khéo léo, bởi có thể làm được rất là nhiều món ngon từ thịt gà. Quen thuộc thì mình có thể kể tới như là gà bóp gỏi nè, gà hấp, gà xào, gà tiêm. Đó, còn muốn cho biến tấu cho độc đáo, cho đặc biệt ấn tượng hơn nữa thì có món là gà úp nồi, gà bọc đất sét hay là gà hấp trái bí, ăn vừa ngon vừa lạ miệng nữa. Có thể nói những món ăn ở miền quê sông nước rất phong phú, đa dạng và đầy sáng tạo. Chỉ từ một nguyên liệu ban đầu nhưng qua bàn tay của người nội trợ đã được nấu thành nhiều mùi vị khác nhau để góp ngon cho bữa cơm gia đình. Với thịt gà cũng vậy, những món ăn từ thịt gà kể ra tới đâu là bụng dạ người ta cứ thấy thèm thuồng tới đó. Cho dù chỉ là món ăn cơm đơn giản hay được nấu nướng cầu kỳ đi chăng nữa, ký ức quê hương trong lòng mỗi người đi xa luôn có sự hiện diện của những bữa cơm nhà. Cơm nhà quê không cầu kỳ kiểu cách gì hết, có thể dọn ăn ở trong nhà, dọn ra gốc sơn mát rượi, hay ngồi ở gốc hàng ba, hoặc trải tấm đệm, tấm manh bao ngoài giường là đã có chỗ cho gia đình sum họp. Bữa nay má nấu tô canh bầu cá trê và dọn ăn chung với dĩa gà kho gừng dậy lên cái màu nâu bóng cùng mùi thơm hấp dẫn, khiến cả nhà ăn hoài mà không biết no. Gà được tẩm ướp gia vị và nêm nếm vừa miệng, lại được kho liu riu trên lửa nhỏ nhỏ chung với mấy miếng gừng cay cay ấm ấm. Lúc này vị cay của gừng thấm vô từng thớ thịt gà, khi nhai trong miệng sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của thịt, xen lẫn chút vị cay ấm và một chút mặn mòi đặc trưng của món kho Nam Bộ. Gấp miếng thịt gà và miếng cơm nóng, cả nhà quây quần cùng nhau. Hình ảnh này chỉ bình dị thôi đó, nhưng lại là mơ ước của rất nhiều người xa quê mà chưa ngày trở lại. Thịt gà là nguyên liệu nấu ăn quen thuộc và phổ biến ở miền Tây Nam Bộ. Người nội trợ cũng khéo léo nấu nướng để đổi hương, đổi vị. Do đó cũng từ thịt gà mà những món ngon ra đời, và đặc biệt không bị trùng món hay gây ngán chút nào. Có mấy bữa trời trưa oi nóng thì hổng gì bắt cơm hơn tô canh thịt gà giường nấu chung với lá cách chấm nước mắm sả, dậy lên vị ngon rất lạ miệng. Lá cách không ngọt không thơm mà có mùi hăng hăng và vị nhẫn, còn miếng thịt gà thì săn lại trắng tươi, phần da vàng bóng mướt ngon lành. Món canh quê đơn giản chỉ có thịt gà và lá cách, nhưng mùi vị hài hòa giúp cho bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng. Món ăn cơm thường ngày thì đơn giản vậy thôi, còn những khi nhà có khách hay anh em lâu ngày gặp lại, lúc dỗ chạp, lễ lạc thì cũng không thể thiếu những món ngon từ thịt gà. Thịt gà nấu cháo ngọt ngất ngây, sau đó bóp gỏi với rau nhúc thì càng ăn lại càng thấy khoái. Thịt gà nấu cà ri dậy lên màu vàng ươm và vị béo ngon đặc trưng. Còn như gà nướng muối ớt, gà nướng chao thì gây ấn tượng bởi cái mùi thơm mà không ai có thể cưỡng lại được. Những khi muốn thưởng thức mùi vị thanh mát của chốn ruộng vườn thì hổng gì thích hợp hơn món gà hấp. Về xứ An Giang là chắc chắn ai cũng mê mẩn ghiền món gà hấp lá chúc đặc sản ở nơi này. Lá chúc có mùi vị nồng thơm đặc biệt, đem nhét vô bụng con gà và trải ra xửng hấp chung. Hơi nóng làm cho tinh dầu trong lá tiết ra và thấm vào thịt gà. Bởi vậy mà khi ăn món này sẽ nghe được rất rõ mùi vị nồng thơm ở trong từng thớ thịt,
đi vô bụng dạ con người ta sẽ khiến con người ta không chỉ cảm nhận được sự ngon lành mà còn thấy khoan khoái và dễ chịu nữa. Bông bí vàng ngoài vàng, công em trồng anh hai, trời xa mưa giông kết trái, từ đó em buồn. Lãng thiệt, chuyện gì mà nó bật khen nó hay. Nãy giờ tốn thời gian ngồi nghe ca lãng thiệt. Nó có tâm trạng, mấy bữa tôi thấy nó ca hay lắm. Ai cũng nói cho mà bữa nay tôi mới nghe đó, lần đầu tiên tôi mới nghe nó ca đó. Ê, nó mới nhớ ca vụ này mới nhớ. À, đâu, bây kể lại cái vụ gì mà hồi xưa bây cuồng thí mà để cho nó giận. Đâu, nó... kể nghe coi nè, vụ gì? Ca dở mà mày rước gì đây ca, nó vô gì? Một bữa đó vậy nè, em gặp thí, cái em kêu thí ơi thí, lên xe của nhí, chở thí đi mua bí. Ở vườn nhà thằng Quý, vô đó chụp hình trái bí, xong rồi cái mình tù ti tú tí. Trời ơi, một chuyện hết sức là vô lý. Mày tên Nhí, nó tên Thí, thì dẫn nhau đi mua bí. Mà nó không hiểu ý mày, nó tưởng đâu mày nói nó mình nó giống mập tròn giống trái bí. Nó không chửi mày là hên lắm rồi. Vậy là tính ra là tại muốn một công hai chuyện đúng không? Phải thì nè, tại vì cái bữa đó đó, trước bữa đó là em có qua nhà Thí chơi đó, rồi cái em gặp ba của Thí, ổng nói là ổng thèm ăn là gà hấp bí. Đó, tỏ lòng tốt cho gà vợ. Một công hai chuyện đó thì em mới rủ Thí đi ra cái vườn bí mua bí về, là kiếm con gà đặng hấp cho ổng ăn lấy lòng luôn. Ủa, nói vậy là gà hấp bí ngon lắm hả Nhi? Ngon lắm. Gà hấp bí ngon sao? Ổng thèm mà, trời ơi, con gà hấp bí anh chưa ăn phải không? Gà hấp bí? Gà hấp bí. Nhưng mà nó túm lại là hấp bằng bí đao hay bí rợ? Bí rợ chứ, trái bí đao sao hấp? Ông sao hả? Ông nghĩ sao trái bí đao bỏ được con gà vô ông? Trời ơi, anh chưa ăn con đó hả? Chưa, nhưng bỏ nguyên con hay sao? Đó, tùy theo. À sao? Thí dụ như mà bây giờ nguyên trái bí vậy ha, nguyên trái bí bự vậy ha, kiếm trái bí bự. Đó, cái anh khoét. À, tùy theo ví dụ như gà ác hay là gà tre nó nhỏ nhỏ thì anh để nguyên con nó vừa. À, còn thí dụ như gà lớn, gà thả vườn nhà mình thì phải chặt rồi. Chứ sao bỏ vô hết trái bí nào mà chứa nổi con gà ta của mình. Đó, thí dụ bây giờ anh ví dụ nha. Ví dụ con gà ác đi, còn ai thích ăn gà gì ăn. Ha, ví dụ như một con gà ác nó nhỏ nhỏ vậy nè. Ha, cái trái bí ha, anh vạt cái mặt ra. Anh vạt mặt ra nhưng mà anh chừa cái nắp nha, y như cái trái dừa mình bỏ cái bình trà vô vậy đó. Vạt ra. Cái anh khoét lấy bí ra. Cái anh bỏ con gà ác vô. Con gà ác anh ướp sẵn ha, ướp gia vị sẵn cho nó thấm ha. Cái anh bỏ con gà ác vô. Cái anh rắc một mớ đậu phộng sống lên. Cái anh đậy cái nắp trái bí lại. Cái mình đem nếm là xong ha. Mình đem trái bí đó mình hấp. Hấp cho nó mềm trái bí đi. Thơm quá. Đó. Nghe thơm rồi đó. Bỏ qua cái gì á. Bưng lên. Hùi cái nắp ra. Lấy cái muỗng lên. Dứt một miếng bí nè. Anh ăn đi cho biết. Cái gì vậy? Chàng sao ngu như vậy? Sao không biết đường thổi nó đúng ngang liền vậy trời? Rồi phẩm miệng không đưa tôi coi. Lợi dụng chữ tôi ngu hả? Đó, thì ngu, tôi nói ngu. Nó chịu không thổi. Hai vợ chồng đâu? Hai vợ chồng bà tưởng tượng, trí tưởng tượng ghê quá ha. Ta cảm ơn nó ví dụ vậy thôi mà ông này phỏng bà hỏi có sao không? Ai hiểu mày diễn kỹ quá anh kia, ta nhập tâm à. Vì chứ mấy trái bầu trái bí á, mấy thứ đồ vườn ở dưới nhà quê mình không có thiếu. Đi ra ngoài vườn hái một chút là có liền. Còn không đó nha, muốn thì ra chợ mua nhiêu cũng có hết trơn á. Cái trái bí rợ nó có màu đỏ cam nhìn rất là đẹp mắt như vậy nè. Lại thêm cái vị ngọt tự nhiên nữa. Rồi con gà vườn, cái thịt vừa dai, vừa thơm, vừa chắc. Hai thứ cùng là sản vật của nhà quê, kết hợp lại với nhau làm thành món gà hấp trái bí. Thì Ngọc Phượng đảm bảo là cái vị ngon của nó sẽ chinh phục được cả những người khó tính nhất. Có mấy bữa cuối tuần rảnh rỗi, mấy anh chị em dù mừng ăn tứ tán khắp nơi thì cũng sắp xếp về quê cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Ở quê mà, gà vườn sẵn đó, chỉ cần ra chợ mua trái bí, thêm chút gia vị và ra công nấu nướng chút xíu là có liền món ngon. Trái bí rợ bự bự,
đem rửa sạch, sau đó thì lấy dao khoét chỗ cuốn trái thành cái nắp nhỏ. Có thể khoét nắp hình tròn đơn giản hay cầu kỳ chút xíu thì cắt thành hình sao năm cánh nhọn nhọn để thêm phần đẹp mắt. Xong rồi thì lấy muỗng nạo hết ruột bí ra, tách lấy hột và để riêng phần sơ bí. Vì chứ đừng coi thường phần sơ bí này ngang, nó góp phần hổng nhỏ cho vị ngon của món ăn đâu đó. Gà mần sạch rồi chặt miếng vừa ăn, sau đó ướp gia vị cho thấm. Lúc này ở trong bếp, bà nội trợ đã nhúm lửa bắt chảo lên rồi, phi hành tỏi xong xuôi, xào thịt gà chung với phần sơ bí để riêng hồi nãy. Nhớ xào khi gà săn lại thì bớt lửa để tất cả nguyên liệu được thấm vị. Phần sơ bí cũng mềm đi, tiết ra vị ngon và quyện cùng với thịt gà. Khi gà vừa chín tới thì nhấc chảo xuống, sau đó từ từ xếp hết thịt gà vô trong trái bí. Nhớ trút hết phần nước gà xào vô chung luôn, chứ bỏ là uổng lắm đó ạ. Xong xuôi hết rồi thì nồi nước hấp cũng sôi bùng lên. Khéo léo đem trái bí bỏ vô nồi, đậy kín nắp rồi hấp trong khoảng 20 phút là sẽ có liền món ngon. Tuy cái nồi hấp đậy nắp kín bưng, nhưng mà cái mùi thơm nó tài tình lắm, lèn lỏi làm sao mà chui ra khỏi nồi, rồi bay tràn ra cả trái bếp nhỏ, bay ra xa tuốt ngoài giường, ngoài ngõ, như để nói với tất cả mọi người rằng gà hấp chín rồi đó nghen, ngon dữ dằn dữ dội luôn rồi đó. Bưng ra lẹ lẹ để cả nhà cùng thưởng thức đi nè. Dỡ nắp nồi ra, khói bay lên nghi ngút, kéo theo mùi thơm đầy hấp dẫn. Trái bí chín mềm chuyển qua màu vàng sậm và thịt bí thì cũng trong hơn. Bữa cơm sum họp gia đình dọn lên toàn là mấy món mang đậm hương vị mộc mạc của quê nhà. Dĩa đậu bắp luộc chấm chao vừa thanh mát vừa đậm đà, thêm mấy thứ trái cây quen như dĩa dưa hấu đỏ, mấy trái cóc giòn, mấy trái cà na, trái bần dốt ăn kèm muối ớt và dĩa mắm sống trộn sẵn rạc ri Nam Bộ. Điểm nhấn của cả mâm chính là trái bí vàng ươm nóng hổi ôm con gà giường ở trong bụng. Toàn món quê vậy thôi, nhưng mà đảm bảo những ai là người miền Tây chính gốc chắc hẳn chỉ nhìn qua hay chỉ nghe nhắc tới thôi là sẽ thấy thèm tới chịu không nổi. Bữa ngon ở quê cứ phải dọn ra ăn giữa cảnh quê thì mới là đúng điệu, là hợp cảnh, hợp tình. Trải tấm manh lớn ra sát ngoài mé sông, dọn đồ ăn lên đó, sau đó cả nhà cùng nhau vừa ăn vừa đón gió thổi vô mắt rượi và nhìn ghe xuồng chạy qua chạy lại. Đây là thú vui và cũng là đặc quyền mà chỉ có người dân ở miền sông nước mới được trải nghiệm hàng ngày hàng bữa như thế này. Mấy đứa nhỏ khoái cái bánh quê nên ăn xong là xin cái bánh rồi tí tưởng chạy đi. Còn người lớn thì vừa ăn, vừa hỏi thăm nhau, vừa tâm tình đủ thứ chuyện, từ cái hồi xưa lơ xưa lắc cho tới tận bây giờ. Gắp miếng thịt gà hấp bí mời nhau ăn để nếm lại hương vị quê nhà. Ta nói thịt gà quê vẫn dai ngon số 1, lại được thấm đẫm vị ngọt thanh tao tự nhiên được tiết ra từ trái bí. Khi cắn vô miệng là ngon không nói hết bằng lời. Mà không chỉ ăn gà thôi đâu, lấy muỗng sắm một miếng bí chín mềm để nhẫn nhà thưởng thức. Ta nói bí thơm lắm, vừa thơm mùi vị, vừa thơm vị thịt gà, nhai trong miệng cứ là dẻo quẹo, ngọt ngất ngay luôn vậy đó. Một buổi xế chiều trời râm mát, thiệt đúng là không còn gì thích thú bằng cái cảm giác được quây quần cùng anh em thưởng thức món ngon bên bờ sông ngày cũ.